Chào mừng mọi người đã quay lại với Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Hôm nay Hảo sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một chiếc âm ly. Chiếc âm ly này khá là đặc biệt, đó là hãng cũng đã trang bị đầy đủ tất cả những cái tính năng, ví dụ như là kim loa đầu DAC giải mã để hỗ trợ cho chúng ta nghe nhạc trực tuyến từ internet, có thể xem phim, nghe nhạc lóc lét từ TV, hoặc là mọi người có thể kết nối một chiếc van số cũng có thể karaoke thỏa thích tại gia đình một cách vô cùng tuyệt vời. Thì trước khi mà đi vào phần giới thiệu thì Hảo có một số chia sẻ với mọi người, đó là để cho mọi người xem những cái video và nghe nhạc ở kênh của Ngọc Hảo Audio Sài Gòn một cách thoải mái nhất, thì bên Ngọc Hảo sẽ cam kết vĩnh viễn không bật quảng cáo kiếm tiền. Nhưng mà chính sách của YouTube thì nó có một số thay đổi, tức là những cái video của Ngọc Hảo vẫn sẽ bị chạy quảng cáo, mặc dù Hảo không hề đồng ý về vấn đề này. Chính sách này nó sẽ giúp cho YouTube tăng thêm cái thu nhập cho bản thân họ. Tuy nhiên khi mà Ngọc Hảo không bật nút quảng cáo thì mọi người sẽ thấy cái tần số xuất hiện quảng cáo nó sẽ ít hơn, và ít hơn rất là nhiều so với khi Hảo bật, hoặc có một số video nó cũng sẽ không có quảng cáo, hạn chế được một phần nào đó để cho mọi người có thể xem video và nghe nhạc một cách thoải mái nhất ở Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Và sau đây thì Hảo cũng xin chia sẻ nhắc nhở với mọi người, đó là ở bên Hảo có bán USB trang sẵn nhạc lóc lét chất lượng cao. Thì nhạc ở bên Ngọc Hảo là nhạc được lấy từ những cái đĩa gốc rất là hiếm, và cái kho nhạc ở bên mình rất là đồ sộ, được siêu tầm nhiều năm, rất là nhiều năm. Thì cái file nhạc là một file nhạc rất là chất lượng, nên nó gồm có hai dung lượng, đó là 128GB chép sẵn nhạc lóc lét chất lượng cao với giá là 800.000 đồng, và 64GB chép sẵn nhạc lóc lét chất lượng cao với giá là 600.000 đồng. Thì những bác, những anh nào mà có nhu cầu nghe nhạc lóc lét chất lượng cao thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo. Và bên mình cũng có bán thêm dây loa, đó, dây này là Make in USA. Thì Hảo bán một cặp như vậy gồm có hai dây với mức giá là 600.000 đồng, và chiều dài của mỗi dây là 2.5m, gồm có đầu mỏ chim và đầu bắp chuối. Thì ở nhà mà mọi người sử dụng cái trạm gắn loa gì thì khi mà mọi người mua thì mọi người báo cho Ngọc Hảo cái trạm gắn loa để cho Ngọc Hảo sẽ lựa chọn cái đầu cho nó phù hợp. Và những bác, những anh em mà có nhu cầu về USB và về dây loa thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo. Và quay lại cái phần review sản phẩm ngày hôm nay thì Hảo sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Yamaha. Thì thương hiệu này rất là nổi tiếng không chỉ trong ngành sản xuất xe máy, mà đối với lĩnh vực âm thanh thì đây là một cái thương hiệu rất là tên tuổi đến từ Nhật Bản. Và chiếc âm ly ngày hôm nay là Yamaha DSD A192 với cái thiết kế cũng khá là hầm hố, và mọi người nhìn nó rất là đồ sộ, với cái cân nặng khá là nặng, trên 20kg cho chiếc âm ly này. Và có một cái thiết kế phía trước đầy đủ tất cả những cái chức năng. Hãng đã bố trí rất là nhiều chức năng ở phía trước này để cho chúng ta lựa chọn điều chỉnh. Và đặc biệt đó là chiếc âm ly này, khi mà chúng ta lấy trực tiếp tín hiệu từ trên TV xuống qua cái cổng optical để chúng ta nghe nhạc lóc lét chất lượng cao, thì ngay lập tức nó sẽ trở thành một cái đầu giải mã cho mình luôn. Chúng ta khỏi phải sắm thêm một cái đầu giải mã, thì nó cũng sẽ hạn chế được một phần nào đó cái mức chi phí cho chúng ta bỏ ra khi mà chơi những cái thiết bị âm thanh. Thì ở trên này nó đầy đủ tất cả những cái chức năng, ví dụ như là có TV này, CD, phono, toner. Và đặc biệt đó là ở cạnh bên, Hãng cũng đã bố trí cho mình một cái màn hình hiển thị để khi mà mọi người lựa chọn những cái chức năng, cái chế độ thì ở cạnh bên nó cũng sẽ hiển thị cho mình, để mình nhìn vào mình sẽ dễ dàng điều chỉnh hơn. Ví dụ như khi mà Hảo lựa chọn kết nối từ TV xuống thì Hảo sẽ ấn vào nút TV này. Đó, thì ngay lập tức ở bên này màn hình hiển thị nó sẽ hiển thị TV hoặc là CD, phono, toner. Đó, rất là dễ dàng để cho mình lựa chọn. Và đặc biệt đó là Hãng rất là tinh tế bố trí cho mình một cái khay. Đó, cái khay này ở bên trong nó sẽ chứa đầy đủ tất cả những cái chức năng, ví dụ như là có ba lăng, điều chỉnh treble, bass, kênh AB, đầy đủ tất cả những cái chức năng luôn. Và đặc biệt đó là bố trí cho mình thêm một cái chức năng ở đây, cái nút ở này là nó có cái
chức năng đó là mọi người có thể điều chỉnh cái chế độ nhạc và cho ra cái âm hưởng nhạc mà mọi người yêu thích. Ví dụ như mà Hảo đang sẽ để cái chế độ, Hảo lấy cái tín hiệu từ TV xuống thì mọi người thích cái âm hưởng nhạc gì thì chúng ta sẽ điều chỉnh vào đây. Ví dụ như là Hảo sẽ thích âm hưởng nhạc disco đó, thì ở trên này mình có thể điều chỉnh cái âm hưởng disco hoặc là nhạc drop hoặc là jazz đó, đầy đủ tất cả những cái âm hưởng luôn. Thì mọi người thích cái âm hưởng nào thì mọi người sẽ điều chỉnh theo cái sở thích của mình. Và thường thường thì họ sẽ để điều chỉnh để cái chế độ cái như vậy, thì họ thấy cái chế độ này là hay nhất theo bản thân họ nha. Và mọi người có thể khi mà chúng ta điều chỉnh, mình set up, mình điều chỉnh âm lượng xong rồi thì mình có thể đậy cái nắp lại, rất là tiện dụng. Hạn chế ở nhà mà bác hoặc anh nào mà có trẻ nhỏ thì chúng trẻ em nó đến nó điều chỉnh những cái thiết bị thì nó cũng sẽ dễ bị gây bị hư hỏng. Thì mọi người đậy lại như vậy thì mình có thể sử dụng, mình tăng cái tuổi thọ của chiếc âm ly mình lên. Trên này là cái trên này là mọi người thấy nhôm này là nhôm đúc và được đóng sập A nốt để xử lý tăng cái độ cứng, và nó có sơn một cái lớp mỏng ở trên này. Bây giờ họ quay đằng sau cho mọi người xem. Đằng sau này bố trí đầy đủ tất cả những cái chức năng, những cái cổng kết nối vào, và những cái cổng ở phía sau này là điều mạ vàng nha mọi người. Nên mọi người thấy nó không, dù trải qua thời gian rồi nhưng mà nó cũng không có bị hoen ố. Đầy đủ tất cả những cái chức năng này, những cái cổng kết nối, ví dụ như optical, cổng optical đặc biệt là chúng ta có thể lấy tín hiệu nghe nhạc lấp lét từ tivi xuống. Thì ngay lập tức cái chiếc âm ly này nó sẽ trở thành một cái đầu dạng mã để đọc cái tín hiệu nhạc lấp lét, tín hiệu số cho mình luôn. Ở trên này nó có cổng coaxial, nó đầy đủ tất cả những cái cổng. Đây là chúng ta nối đất nha, cái nút này là để khi mà mọi người về thì chúng ta sẽ nối tiếp đất cho âm ly để tránh cái dòng rò nó ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh. Và công suất của chiếc âm ly này là 340W, sử dụng cho loa có trở kháng từ 4 đến 8 ohm. Và con này là Made in Japan, được sản xuất tại Nhật Bản luôn, nên chúng ta sẽ sử dụng điện 100V. Và ở đây nó có một cái cần gạt để mọi người điều chỉnh này. Ví dụ chúng ta khi mà mình sử dụng loa có trở kháng là 4 ohm thì chúng ta sẽ gạt lên trên. Mà khi mà trở kháng 8 ohm thì mình sẽ gạt phía dưới. Ở đây có trạm gắn loa này, mọi người nhớ nha, dây đen thì sẽ đi theo cái trạm đen và dây đỏ thì sẽ đi theo cái trạm đỏ. Và ở đây thì có một cái cầu nối để cho mọi người, khi mà mọi người thích karaoke thì chúng ta sẽ sắm một cái van số để kết nối vào cái cầu nối này. Kết nối vào đây thì mọi người có thể karaoke thỏa thích ở trong gia đình của mình rất là thoải mái, rất là tuyệt vời. Và chiếc âm ly ngày hôm nay Hảo sẽ gửi đến cho tất cả mọi người là với mức giá là 3.500.000 đồng. Thì ở ngoài thị trường chiếc âm ly này nó sẽ có mức giá từ 5,5 triệu cho đến 6 triệu đồng. Nhưng mà hôm nay Hảo sẽ gửi tới một mức giá rất là bình dân cho mọi người. Bởi vì ở trên chiếc âm ly này, cái vị trí này nó có bị cái vấn đề này, nên Hảo sẽ giảm giá cho mọi người còn 3.500.000 đồng, với mức giá rất là bình dân. Mà trong một chiếc âm ly này nó đầy đủ tất cả những cái tính năng kim luôn, đầu DAC và có thể hát karaoke cho mọi người. Thì mọi người kiếm ở trên thị trường ra một chiếc âm ly mà đầy đủ những cái tính năng như vậy thì thật sự rất là hiếm. Cũng có thể kiếm được nhưng mà thật sự với mức giá rất là cao. Thì chiếc âm ly ngày hôm nay với mức giá 3.500.000 đồng thì một mức giá rất là bình dân. Và Hảo sẽ kết nối vào cái tivi để cho mọi người xem khi mà kết nối tivi thì nó cái chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Chiếc âm ly này thì ở phía sau này nó bị như vậy thôi, chứ còn ở phía trước ở tất cả âm ly thì nó còn rất là đẹp.
và nó chạy 12 con sò tha, những cái phụ kiện ở bên trong thì còn nguyên zin cho mọi người hết. Thì theo về thẩm mỹ thì ở phía trước chúng ta thấy đẹp là được rồi, còn ở phía sau này mọi người khi mà mọi người trưng bày ở nhà thì phía sau mọi người để như vậy thì cũng chẳng ai thấy. Và Hảo sẽ kết nối qua cái cổng tivi cho mọi người xem cái chất lượng âm thanh nó như thế nào. Hảo đã kết nối sẵn qua cái cổng optical ở trên tivi rồi. Và bây giờ Hảo sẽ kết nối cho mọi người xem nha. Khi Hảo muốn kết nối qua tivi, Hảo sẽ ấn vào chế độ tivi này. Đó. Rồi bây giờ Hảo sẽ kết nối nha. Kìa trăng lên cao đang soi sáng, dòng hương giang kia như lờ đang mặt thuyền bồng bềnh theo vắng thời gian. Thuyền ơi sao lênh đênh trôi mãi, về đâu ngang qua ấy dừng lại. Dừng lại để tôi nhắc tay vài câu. Kìa chim bắt đêm kêu sao xác, lòng tôi đang bâng khuâng ngỡ ngàng nhìn mày. Và đó là khi mà Ngọc Hảo kết nối qua tivi thì mọi người thấy cái chất âm của nó rất là tuyệt vời. Và những bác những anh mà có nhu cầu về một chiếc âm ly có đầy đủ tất cả những cái tính năng trong này, có thể hát karaoke và kiêm luôn đời dạy mà, và với mức giá 3.500.000 đồng thì mọi người liên hệ cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Và bây giờ thì Hảo sẽ mời mọi người thưởng thức một bản nhạc qua chiếc âm ly này. Mùa thu cũng vương mây mờ.
Hãy subscribe.